Bạn nghĩ đến điều gì khi tưởng tượng về một bộ trang phục nóng bỏng? Nếu thuộc nhóm người tin rằng nó phải là thứ gì đó khiêu gợi đến mức bạn không dám mặc đến dự sinh nhật người thân, thì hãy nghĩ lại nhé! Có rất nhiều cách đơn giản để trông thật hấp dẫn mà vẫn sang trọng đấy, ví dụ như... Số 1. Hãy chọn đúng loại vải. Khi bạn mua sắm quần áo, hãy chú ý đến chất liệu của chúng nhé! Mỗi loại vải với kết cấu khác nhau có thể làm nổi bật ưu điểm trên cơ thể hoặc sẽ khiến bạn trông thật quê mùa. Lụa luôn là chất liệu gây chú ý và làm bạn trông gợi cảm hơn bởi vì loại vải này uyển chuyển như dòng nước ôm theo từng cử động của cơ thể đấy. Ren cũng rất tuyệt vì nó khoe làn da một cách tinh tế và khiến cho trang phục của bạn trông nữ tính hơn. Và cuối cùng, nếu bạn muốn làm nổi bật sự mềm mại của làn da, thì hãy thử một chiếc áo len cashmere với tay áo sắn lên nhé. Kết hợp nó với một chiếc váy Gucci cổ điển vừa vặn. Kiểu trang phục này chắc chắn sẽ rất bắt mắt đấy. Số 2. Hãy chọn trang phục tôn dáng. Hãy thành thật đi nào. Tất cả chúng ta đều yêu thích những chiếc quần legging. Chúng rất thoải mái và thực sự có thể làm cho bạn trông mảnh mai hơn. Nhưng tốt hơn hết là nên để chúng ở nhà vì nó sẽ khiến bạn trông hơi nhếch nhác, giống như là vừa lăn ra khỏi giường ấy. Bạn cũng có thể trông mảnh mai như thế bằng cách mang quần may riêng hoặc jean phủ sáp với nhiều màu sắc. Chúng làm nổi bật phần thân dưới và giúp bạn có vẻ ngoài xanh điệu, bóng bẩy hơn. Nhưng bạn không nhất thiết phải mặc quần áo bó sát để có một dáng vẻ hấp dẫn đâu. Ví dụ, bạn có thể mặc một chiếc áo len theo kiểu sơ vin cùng một chiếc váy dài để tạo điểm nhấn cho vòng eo. Một bộ trang phục như vậy thậm chí có thể làm cho vòng hai của bạn trông bé hơn thực tế. Thường một chiếc áo khoác sẽ làm bạn trông to hơn. Vậy nên, hãy dùng thêm dây nịt nhé, nó cũng sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn vào vòng eo. Số 3. Hãy thể hiện sáng tạo qua những chi tiết nhỏ. Đôi khi, việc thêm vào một số chi tiết nhỏ có thể khiến bộ trang phục trở nên nóng bỏng hơn. Nếu như cảm thấy có chút do dự về việc mặc quần áo táo bạo vì bạn đã quen với những bộ trang phục an toàn, vậy hãy thực hiện từng bước nhỏ để dần thay đổi phong cách của mình nhé. Giả sử bạn không có sự lựa chọn khác và phải mặc áo trắng gài kín nút với quần đen cổ điển, hoặc có thể đó là trang phục quy định nơi bạn làm việc. Chà, bạn có thể tạo thêm điểm nhấn cho vẻ ngoài đó bằng cách đơn giản là tô một chút son đỏ. Nó sẽ lập tức khiến mọi người chú ý vào đôi môi và khuôn mặt của bạn đấy. Tất cả sự chú ý đó chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn, và đó chính là bản chất của sự hấp dẫn và lôi cuốn. Một mẹo đơn giản khác để làm cho trang phục của bạn thú vị hơn là mặc quần tất với đường viền. Không chỉ siêu bắt mắt, chúng còn có thể làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn nữa đấy. Kết hợp thêm với giày cao gót và bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn, không ai có thể cưỡng lại. Số 4. Hãy thử màu mới. Người ta nói rằng màu đen làm tôn lên vẻ đẹp của bất kỳ ai, và điều đó có lẽ đúng. Nó khiến bạn trông mảnh mai hơn và tăng thêm phần bí ẩn nữa đấy. Nhưng đừng quên là chúng ta còn cả một bảng màu để phối hợp nhé, như tôi đã nói. Màu đỏ luôn là lựa chọn tốt nhất nếu bạn sẵn sàng để trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu bạn muốn làm nổi bật khía cạnh nữ tính của mình, thì hãy chọn những tông màu nhẹ nhàng hơn như hồng, xanh nhạt hoặc be. Bạn cũng có thể thử màu sắc hài hòa hoặc tương phản với màu tóc và mắt của mình nữa. Ví dụ, nếu có mái tóc sẫm màu, thì một chiếc váy trắng sẽ khiến bạn khác biệt, tất nhiên là theo nghĩa tích cực rồi. Hoặc nếu bạn sở hữu đôi mắt màu xanh, thì hãy thử trang phục cùng tông để toát lên vẻ đẹp của đôi mắt nhé. Số 5. Đừng khoe quá nhiều da thịt. Một lần nữa, mục tiêu ở đây là trông gợi cảm và thanh lịch. Nếu bạn muốn trông thật quyến rũ, thì đừng mang hở quá, vì sẽ chẳng còn gì để tưởng tượng cả. Chưa kể, trang phục siêu hở hang luôn không thoải mái có thể mang lại cho bạn nhiều rắc rối nữa. Bạn luôn phải lo lắng về việc chiếc váy ngắn sẽ bị co lên khi đi bộ, hoặc áo bị tuột xuống khiến bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ôi không! Dù sao, tôi không nói rằng tủ quần áo của bạn phải chứa toàn đồ che kín cơ thể đâu. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn biết tiết chế một chút là được. Bạn không cần một chiếc áo trễ vai nếu váy của mình đã khóe đôi chân rồi. Và nhân tiện, nếu bạn chọn một chiếc váy hoặc áo có đường viền cổ sâu, hãy chắc chắn mang loại áo ngực không gây chú ý nhé. Dây áo ngực tối màu thực sự có thể làm hỏng một bộ trang phục tuyệt đẹp đấy. Số 6. Sử dụng đồ lót phù hợp. Bạn thậm chí không cần phải ăn diện để tăng sự tự tin và trông hấp dẫn đâu.
đôi khi tất cả những gì bạn cần là một bộ đồ lót gợi cảm bên trong cơ. Không ai biết đến sự tồn tại của nó ngoại trừ bạn, nhưng nó lại khiến bạn cảm thấy tuyệt vời ngay cả khi chỉ mặc áo phông trơn và quần jean cũ đấy. Và thậm chí, bạn sẽ có được sự lôi cuốn kỳ diệu mà không cần cố gắng. Đôi mắt của bạn đột nhiên sáng rực và nụ cười của bạn trở nên tinh nghịch hơn. Nhưng bất kỳ người phụ nữ nào cũng biết rằng tìm được đồ lót vừa thoải mái và vừa gợi cảm không phải là điều đơn giản. Hãy chắc chắn rằng bạn biết kích cỡ phù hợp với mình và cố gắng chọn các bộ được làm bằng vải tự nhiên vì chúng mềm mại và tốt hơn cho làn da của bạn. Và đừng quên sắm một cặp áo ngực silicone để diện những chiếc váy quay và hở lưng nhé! Số 7. Hãy tìm kiểu tóc của riêng bạn. Tóc chính là vương miện của bạn đấy, và đó là lý do tại sao bạn phải chú ý đến nó. Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn nên xác định kiểu tóc nào phù hợp với mình. Điều này thường sẽ phụ thuộc vào hình dạng khuôn mặt. Có 6 kiểu thường thấy: hình oval, dài, vuông, tròn, kim cương và hình trái tim. Nếu sở hữu khuôn mặt kim cương hoặc hình oval thì bạn phù hợp với mọi kiểu tóc. Chúc mừng nhé! Với các dạng còn lại, có lẽ bạn cần tới một kiểu tóc phù hợp để giảm bớt sự chú ý vào một số điểm nhất định trên gương mặt. Một kiểu tóc ngắn trông sẽ tuyệt vời đối với khuôn mặt dài, để che những nét đường thô của mặt hình vuông. Hãy chọn kiểu tóc xoăn hoặc lượn sóng nhé. Khuôn mặt hình trái tim lại hoàn hảo với tóc mái hoặc kiểu rẽ tóc sang hai bên đấy. Đối với khuôn mặt tròn, hãy để tóc dài dưới cằm và hơi phồng ở trên. Cắt đúng kiểu tóc sẽ đem lại một khác biệt lớn đấy. Số 8. Hãy thể hiện sự quyến rũ. Bạn đã bao giờ gặp một người có thể hấp dẫn bất kỳ ai một cách dễ dàng, mặc dù họ không phải là siêu mẫu, hay thậm chí còn không thèm chú ý đến vẻ ngoài của mình chưa? Tôi biết, tất cả chúng ta đã bị thôi miên bởi phép thuật của họ. Và bạn hẳn sẽ tự hỏi, bí mật của họ là gì? Trong hầu hết các trường hợp, đó là nguồn năng lượng tích cực mà họ tỏa ra. Bạn có thể mặc trang phục hoàn hảo nhất, trang điểm, làm móng, uốn tóc, mọi thứ đều kỹ càng. Nhưng nếu bản thân không cảm thấy hạnh phúc, thì nó thực sự sẽ làm giảm sức hấp dẫn của bạn. Tôi sẽ không bảo bạn nở một nụ cười giả tạo ngay cả khi có một ngày tồi tệ hoặc không có tâm trạng tốt nhất đâu. Nhưng sự thật là một nụ cười chân thành sẽ khiến mọi người thấy bạn quyến rũ và hấp dẫn hơn nhiều đấy. Số 9. Hãy chăm sóc bản thân. Suy cho cùng, chúng ta có thể nói về quần áo, tóc và tất cả những thứ bên ngoài cả ngày đấy. Nhưng không một món đồ nào sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vời nếu bạn không chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu cảm thấy tự ti về vóc dáng hoặc cân nặng của mình, hãy dành ưu tiên hàng đầu cho việc thay đổi chế độ ăn uống và bắt đầu tập thể dục nhé. Không phải để giống như những người mẫu được Photoshop trên Instagram, mà vì bạn nên là phiên bản tốt nhất của chính mình. Và việc thay đổi thực đơn thậm chí không phải dành cho ngoại hình đâu. Ăn thực phẩm lành mạnh sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều đấy. Chúng đóng vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp bạn cảm thấy tràn trề sinh lực, tâm trạng sảng khoái và đầu óc minh mẫn. Bên cạnh đó, đừng quên nuông chiều bản thân nhé. Hãy dành một vài ngày trong tháng cho chính mình. Hãy thử các sản phẩm làm đẹp mới để giữ cho mái tóc sáng bóng và làn da rạng rỡ. Thêm nữa, ý tôi là bạn xứng đáng với điều đó. Không gì có thể hấp dẫn hơn một người biết tự chăm sóc bản thân và biết rõ giá trị của chính mình đấy. Bí quyết yêu thích của bạn để trông hấp dẫn hơn là gì? Chia sẻ là quan tâm. Vì vậy, hãy cho mọi người biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Nhớ cho video này một like, chia sẻ nó với bạn bè của bạn và nhấn đăng ký để luôn đồng hành cùng Soi Sáng nha.